Rồi hello, xin chào tất cả các anh em của kênh Quỳnh Thăng Vlog nha. Bữa nay Thăng dành nguyên một ngày để chuẩn bị xe review cho anh em. Ở đây là bao gồm tất cả những dòng xe Future, dọn mẫu EI là có từ đời Neo Kim tới đời FI luôn. Anh em nào cần hoặc là đang tham khảo những dòng xe này thì nhớ xem hết clip của em nha. Rồi Thăng mời anh em mình cùng xem với mình. Bữa nay thì Thăng sẽ dành thời gian chuẩn bị xe và review những cái chiếc xe bên mình, tư vấn luôn cho anh em cập nhật được cái thủ tục đăng ký sang tên kể từ ngày 1 tháng 7 trở về sau ha. Để coi anh em nào đang có dự tính muốn mua thì anh em có thể tham khảo tất cả những cái thông tin về chiếc xe mà mình đang muốn mua luôn nha. Đầu tiên thì Thăng xin phép nói về cái phần dọn trước đi ha. Thì một cái con xe mà bên cửa hàng em dọn á, là đặt ra cho anh em là dọn phải full mới hết từ trong ra ngoài, tất cả những chi tiết dàn chân ốc tán đồ nọ ha. Nè, tất cả cái chi tiết này anh em cứ xem ha. Và cái này Thăng sẽ bao test cho anh em luôn ha. Anh em nào muốn yên tâm hơn, Thăng sẽ tháo áo tất cả bất kỳ một con xe nào bên cửa hàng của mình ha. Thì cái nhà xe dưới này là Thăng cũng đã chuẩn bị gáp áo rồi. Tại vì khi mà gáp áo á, anh em mới hình dung được cái mẫu. Mẫu này thì Thăng dọn là Quay Y mà 2010 á anh em ha. Mẫu này là mẫu giá trị nhất luôn. Cũng là một cái đồng tiền mà mình bỏ ra, nhưng mà Thăng dọn mẫu Quay Y là tại vì thứ nhất là em thích cái mẫu này hồi xưa giờ rồi. Thứ hai là vì cái thị trường bây giờ người ta đang rất là chuộng cái dòng xe này. Tí nữa là Thăng sẽ cuối clip Thăng sẽ nói về cái vụ đăng ký giấy tờ để cho anh em mình cùng nắm luôn. Bây giờ Thăng sẽ đi vào review trước ha. Từng chi tiết bên trong đó các bạn cũng đã thấy những cái chi tiết xe bên đó rồi ha. Thì Thăng sẽ quay cho anh em chi tiết thùng xăng đồ bên trong nè ha. Từng chi tiết ốc tán, sườn, lóc, sơn si đồ này nọ là em làm cực kỳ tỉ mỉ nha anh em. Đó, nắp bình xăng thay mới luôn nha anh em. Rồi, thì cái con xe đầu tiên này là con GT dọn mẫu của Y125. Từ cái đời GT lên tới đời FI là Thăng đã có trang bị cho cái chiếc xe này là cái đồng hồ điện tử mà mod lên Quay Y anh em. Đồng hồ này thì là đồng hồ điện tử ha. Điện tử ở đây nói không phải là như mấy cái đồng hồ LCD ha. Điện tử ở đây là mình xài bằng mắt đọc anh em, cảm biến. Nên là hồi xưa giờ anh em ta gọi là đồng hồ này là đồng hồ điện tử. Nó có một cái thằng cuối á, là cái chiếc đó là Neo Kim đó. Em dọn cái thằng đó thì nói chung á, cũng ít lắm, nhưng mà phải có một xe để cho anh em người ta giống như là giờ tài chính nó vừa vừa chơi, giống như con đó thì tầm khoảng 3x thôi ha, để cho anh em người ta dễ dàng người ta sở hữu hơn ha. Cái thằng phần này thì đã xong cái phần dàn ngoài ha. Những cái chi tiết mà dọn quay y thì bình thường em cũng có quay rồi, nên bữa nay Thăng sẽ không có nói về phần đó nữa, chú trọng cho anh em về phần máy móc và cái phần giấy tờ ha, để cho anh em mình nắm hơn nha. Máy móc ở đây là Thăng nói với anh em một câu đơn giản thôi, mình dọn full mới. Xe bán mặc dù là xe cũ nhưng mà bảo đảm cho anh em một chuyện, tất cả các xe luôn đều có bảo hành trên 6 tháng cho anh em ha. Nên anh em cứ yên tâm test xe rồi trải nghiệm tất cả cái dòng xe bên mình, có vấn đề trục trặc gì liên quan tới máy là Thăng bảo hành cho anh em hết nha. Về phần giấy tờ, cái phần này là quan trọng lắm nè. Các bạn mua xe mà bên em bữa giờ anh em cũng hỏi thăm nhiều ha. Nhưng mà YouTube á, thì nó có cái thời lượng nó nhiều, nên thành ra Thăng sẽ chia sẻ cho anh em luôn. Về phần mà giấy tờ 1 tháng 7 anh em bữa giờ cũng nghe nói cái vụ định danh đồ các thứ rồi ha. Nhiều anh em người ta xem cái chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng mà cũng có một số anh em đang muốn mua xe mà ngại cái chuyện định danh. Định danh ở đây là có nghĩa là giống như từ biển xe này mà mình gắn qua xe khác được á. Trước mắt á, là Thăng sẽ nói cho anh em trước một câu gì, biển số áp dụng cho xe ô tô trước ha. Định danh là mình sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 7 là cho xe ô tô trước, nhưng mà đối với xe máy á, là chưa thí điểm, nó cũng chưa áp dụng, nên anh em chưa đến lúc phải bận tâm cái chuyện này. Còn cái chuyện thứ hai nữa là những cái dòng xe này đều là hồ sơ cầm tay, nên các bạn mua về các bạn định danh hay định gì đó, tùy những cái dòng xe, ví dụ như 1 tháng 7 các bạn có mua xe mà những cái xe khác mà có biển số đẹp, anh em mua xe này về anh em định danh sao cũng được, chứ không nhất thiết á là sợ là lấy chiếc xe này về không biết định danh sao nữa, bởi vì sợ không dám mua đăng ký. Khó của mình cái là hiện tại mình đang mẫu quay y nè, nhưng mà em nói với anh em một chuyện gì,
À, mình dọn ở đây mình cũng đã tìm hiểu rồi ha, mẫu YY mình lưu thông, nói chung mình lưu thông theo kiểu mình là người đàng hoàng, mình sử dụng xe mình chỉ dán tem lên mẫu quay thái thôi. Nếu như mà trường hợp đăng ký thì anh em có thể dán tem neo lại, còn ví dụ như lưu thông thì thằng đảm bảo cho anh em chắc hồi đó giờ cái tỷ lệ mà bị phạt về cái chuyện tem này là không có thể xảy ra ha, cho dù anh em có vi phạm những cái lỗi khác tốc độ rồi nọ, nhưng mà không bao giờ anh em người ta bắt bẻ, thậm chí anh em cơ quan người ta cũng vẫn đang sử dụng mấy mẫu này, tại vì cái này là hợp lệ. Cái này là em nói không phải là mình tự tin về cái chuyện mà mình dọn tem này đi đường, nhưng mà riêng cái chuyện mà anh em đi đường mà theo kiểu mà đi hợp lệ bình thường, nếu mà có hành tỏi hay bị bắt, mọi trách nhiệm em bảo đảm cho anh em hết ha. Nếu mà phạt hành chính rồi nọ là thay thằng đảm bảo cho anh em, tại vì ở đây em không có nói về luật pháp mà ở đây nói về trách nhiệm. Em bán em ở đây thẳng thắn nói với tất cả các anh em, nên thành ra là thằng sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Ví dụ như trường hợp anh em mua xe bên em đi đường lưu thông hay là anh em bị hành tỏi cái vụ tem, thằng bảo đảm cho anh em 100% chi phí hành chính phạt bao nhiêu thì thằng cũng sẽ đài thọ cho anh em được hết. Cái này là thằng đứng ra, thằng mở cửa hàng ra thằng bán thì thằng chịu trách nhiệm với anh em nha. Còn quan trọng ở đây cái chuyện ngại nhất là cũng là cái chuyện mà anh em bữa giờ đắn đo mua cái dòng xe này ha, là cái chuyện mình không biết là có đăng ký được hay không. Thì thằng cũng xin chia sẻ với anh em luôn, tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc ở đây đều đăng ký dòng xe này được, nên ăn bán thằng sẽ làm một cái hợp đồng đảm bảo cho anh em về đăng ký, không phải là cái hợp đồng ủy quyền bao một đền một như là hai thì. Mình ở đây là mình bán cho anh em là hợp đồng đảm bảo sang tên hợp pháp hợp lệ trên toàn quốc luôn mình luôn, nói chung là tất cả các tỉnh thành từ Hà Nội, Sài Gòn rồi các thứ. Khi anh em mua xe là thân đều rút hồ sơ sẵn và giao xe, giao hồ sơ đến tận tay cho anh em dùng luôn, nên cái chuyện mà giấy tờ thì anh em cứ yên tâm nha. Rồi, số điện thoại của mình là 0345678145. Bạn nào có nhã ý muốn mua những cái dòng xe full mà dọn sẵn như thế này thì anh em có thể trực tiếp liên hệ số điện thoại của mình ha. Rồi, thôi thân cảm ơn anh em. Bạn nào mà mình thấy đang đam mê cái dòng xe này thì nhớ cho em xin một lượt like và lượt đăng ký nha. Rồi, thân chào cả nhà. Chúc anh em một buổi chiều vui vẻ nha. Rồi, chào anh em.